Rồi, tiếp tục phần sửa Cambridge English L9 Test to Reading Passage 3 Neuroscientific Review How to Think Differently. Các cái nhà khoa học về thần kinh tiết lộ bằng cách nào mà để suy nghĩ khác biệt ha. Đầu tiên làm gì các bạn? Dạo qua các câu hỏi ha. Từ câu 27 cho đến câu 31 là dạng multiple choice. Ok, chút xíu nữa các bạn đọc trong bài liên quan. Ví dụ mình thấy nội dung nào liên quan đến neuroeconomic a field of studying with 6-2 thì mình sẽ quay lại trả lời. Và nhớ đối với cái dạng mà multiple choice thì nếu mà các bạn ngoài cái chuyện tìm đáp án đúng xong thì có thời gian các bạn nên loại đáp án sai để mình confirm lại cho chắc ăn ha. Rồi, từ câu 32 cho đến câu 37 là yes, no, not given. Có thông tin ở trong câu 32 với câu 37 mà nó phù hợp với cái ý của tác giả thì mình chọn yes, còn nó contradict thì nó mình chọn là no, không có thông tin thì mình chọn là not given. Rồi tiếp tục 38 cho đến 40 là sentence completion, sẽ liên quan mình ghép cái ý từ câu 38 đến câu 40 với lại cái phần nội dung của A cho đến Y ha các bạn. Ok, rồi qua đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi ha. In the last decades, a revolution has occurred in the way that scientists think about the brain. We now know that the decision human make can be traced to the firing pattern of neurons in specific part of the brain. The discoveries have led to the field known as neuroeconomics, which study the brain's secret to success in an economic environment that demands innovation and being able to do things differently from competitors. A brain that can do this is an iconoclastic one. Briefly, an iconoclast is a person who does something that others say can be done. Trong một thập kỷ qua thì một cuộc cách mạng đã xảy ra theo cái cách mà các nhà khoa học nghĩ về bộ não. Chúng ta bây giờ biết đến cái quyết định của con người thì được thực hiện dựa trên những cái mẫu mà được kích hoạt của cái neuron thần kinh trong một cái khu vực cụ thể của bộ não. Những cái khám phá này đã dẫn đến một cái lĩnh vực được biết đến như là kinh tế học thần kinh, mà nó nghiên cứu bí mật của bộ não đối với thành công trong cái môi trường kinh tế mà nó yêu cầu sự đổi mới và cũng có thể làm những cái điều mà khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Bộ não mà có thể làm được điều này thì gọi là một cái bộ não cấp tiến. Nói tóm lại, cái người mà cái iconoclast là cái người cấp tiến ha, là một cái người mà họ có thể làm một cái điều gì đó mà những người khác nói là họ không thể làm. Như vậy qua cái đoạn 1 này nè các bạn, thì mình thấy cái từ khóa là neuroeconomic ngay chỗ này ha. Ok, nó là từ khóa để mình trả lời câu 27. Bên câu 27 người ta hỏi gì? Ok, mình chạy qua ha. Hồi nãy mình đọc câu 27 mình thấy neuroeconomic nằm ngay chỗ này là một cái lĩnh vực mà nghiên cứu quyết sách to nó tìm kiếm cái gì các bạn. Rồi mình sẽ thấy đáp án của mình là C ha. Nó seek to understand how the brain is linked to achievement in competitive field, tức là hiểu được bằng cách nào mà bộ não liên kết được với những cái thành tựu trong cái lĩnh vực cạnh tranh ha. Như vậy mình chọn câu 27, đáp án của mình là C. Rồi mình dịch thử những cái khác thì nó sẽ không liên quan. Ví dụ như câu A, kinh tế học thần kinh thì không có phải là một cái lĩnh vực mà nó tìm kiếm cái cause a change in how scientists understand brain chemistry, tức là gây ra cái sự thay đổi trong cái cách mà các nhà khoa học hiểu cái hóa chất của bộ não ha. Rồi câu B là understand how good decisions are made in the brain, tức là hiểu được cái quyết định tốt thì được thực hiện như thế nào trong bộ não. Câu D là trace the specific firing pattern of neuron in different area of the brain. Nhiều bạn sẽ chọn câu này bởi thấy nó có cái từ giống giống nhưng mà nó không phải ha. Tức là theo đuổi những cái mẫu mà kích hoạt cụ thể của cái neuron thần kinh trong những cái khu vực khác nhau của bộ não. Thì cái này ba cái A, B và D nó không liên quan. Thì mình khẳng định lại, nó nằm thông tin ngay chỗ. Neuroeconomic là một cái lĩnh vực ngay chỗ này. Nó nghiên cứu cái bí mật của bộ não đối với thành công trong cái môi trường kinh tế mà nó yêu cầu cái gì các bạn, sự đổi mới và cũng có thể làm cái điều khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Như vậy nó là gì, tìm kiếm gì đây? Câu C của mình nè, bằng cách nào mà bộ não kết nối với những cái thành tựu trong cái lĩnh vực cạnh tranh ha. Ok, rồi mình qua đoạn 2 ha các bạn.
this definition implies that iconoclasts are different from other people, but more precisely, it elaborates that are different in three distinct ways: perception, fear, response, and social intelligence. Theo cái định nghĩa này thì ám chỉ rằng cái người mà cấp tiến ha, ở trong từ điển thì nó dịch cái này là người bài trừ thánh tượng, tức là cái người mà đã kích những cái cũ á các bạn. Thì mình dùng cái từ thay thế của nó cho nó gọn, thì nó khác biệt so với những người khác, hay là nói một cách chính xác hơn thì cái bộ não của họ thì khác biệt theo ba cái cách. Thứ nhất là về nhận thức, thứ hai là phản hồi lại với nỗi sợ hãi, và thứ ba là trí thông minh xã hội. Như vậy bên câu 28 người ta hỏi là according to the writer, iconoclasts are distinct because, cái người mà cấp tiến thì họ khác biệt bởi vì sao các bạn. Mình đáp án mình sẽ chọn là câu B ha. Ok, cái bộ não của họ thì hoạt động khác nhau, ok, một cách khác biệt. Còn mình dịch câu A, câu C và câu D nó sẽ không giống cái ý của câu topic sentence. Câu A là they treat unusual brain circuit, là họ tạo ra một cái mạch của bộ não bất thường. Câu C, their personality are distinct, cái tính cách của họ thì nó khác biệt. Và câu D là they make this decision easily, họ tạo ra ra những cái quyết định một cách dễ dàng, thì không đúng ha, mà bộ não của họ hoạt động một cách khác biệt. Cụ thể ở đây là theo ba cách luôn. Thứ nhất là về nhận thức, thứ hai là về cái phản hồi lại với cái nỗi sợ hãi, và thứ ba là trí thông minh xã hội ha. Rồi mình tới đây thì đã đủ để trả lời câu 28, nhưng mà còn khúc này mình dịch, đọc dịch hết để hiểu được cái nội dung của bài ha các bạn. Each of the three functions utilize a different circuit in the brain. Nicer messages that the brain is irrelevant, that thinking is an original, even revolutionary way, is more a matter of personality than brain function. But the field of neuroeconomics were born out of the realization that the physical working of the brain placed limitations on the way we make decisions. By understanding the constraint, we begin to understand why some people match to a different drumbeat. Một trong ba cái chức năng này thì sử dụng cái mạch khác nhau của bộ não. Những cái người phản đối thì có thể đề xuất rằng cái bộ não thì không có liên quan, rằng cái suy nghĩ thì theo cái cách rất là nguyên bản, thậm chí là cách mạng. Nó vấn đề là liên quan đến tính cách hơn là liên quan đến chức năng của bộ não. Nhưng mà cái lĩnh vực kinh tế thần kinh học thì là sinh ra để nhận ra rằng cái hoạt động về vật lý hoặc là hoạt động về thể chất của bộ não thì đặt ra những cái giới hạn mà chúng ta về cái cách mà chúng ta ra quyết định. Bằng cách hiểu được những cái sự gượng ép hoặc là những cái sự ép buộc này, giới hạn này, thì chúng ta bắt đầu hiểu được tại sao một vài người thì phù hợp với những cái nhịp trống khác nhau hoặc là cái nhịp điệu khác nhau ha. Rồi, ok, mình qua tiếp đoạn 3 ha các bạn. The first thing to realize is that the brain suffers from limited resources. It has a fixed energy budget, about the same as a 40-watt light bulb, so it has evolved to work as efficiently as possible. This is where most people are impeded from being an iconoclast. For example, when confronted with information streaming from the eyes, the brain will interpret this information in the weakest way possible. Thus, it will draw on both past experience and any other source of information, such as what other people say, to make sense of what it is seeing. It happens all the time. The brain takes shortcuts that work so well, we are hardly ever aware of them. Đầu tiên để nhận ra là cái bộ não thì nó phải chịu đựng một cái nguồn lực hạn chế, nó có một cái ngân sách năng lượng cố định khoảng tương đương với một cái bóng đèn 40W. Vì vậy nó phát triển để làm việc càng hiệu quả càng tốt. Đây là cái nơi mà hầu hết mọi người bị ngăn cản để trở thành cái người mà cấp tiến iconoclast. Ví dụ như khi mà đương đầu với cái thông tin mà được truyền từ mắt, thì bộ não sẽ giải thích cái thông tin này theo cái cách nhanh nhất có thể. Vì vậy nó sẽ rút ra cả những cái trải nghiệm trong quá khứ hay là bất kỳ những cái nguồn thông tin nào khác. Ví dụ như là cái cách mà người ta nói để tạo nên cái ý nghĩa mà cái mà nó thấy. Điều này xảy ra mọi lúc, và bộ não thì làm những cái shortcut, tức là làm những cái lối tắt ha, mà nó làm việc hiệu quả đến nỗi mà chúng ta hầu như là không có ý thức được về chúng. Như vậy bộ não nó làm cái công việc mà này nè các bạn, giải thích hoặc là rút cái thông tin từ quá khứ này nhanh đến nỗi mà chúng ta không nhận ra luôn.
Như vậy thì bên câu 29 người ta hỏi là according to the writer, the brain works efficiently because. Theo như tác giả, bộ não làm việc một cách hiệu quả bởi vì sao? Đáp án của mình sẽ là câu D ha. It relies on previous event. Nó phụ thuộc vào những cái dữ liệu ở trước đây. Còn A, B và C thì nó không hợp ha. A, it utilizes quickly. Không có nói. Nó chỉ nói là truyền thông tin từ mắt xuống thôi. It interprets data logically. Nó giải thích dữ liệu một cách hợp lý. Hay là it generates its own energy. Nó tạo ra cái năng lượng riêng của nó. Thì không phải. Người ta chỉ nói năng lượng và nó nguồn lực năng lượng hạn chế và nó xài một cái nguồn năng lượng tương đương với bóng đèn 40W, chứ nó không có nói là bộ não tạo ra năng lượng riêng của nó. Mà cái thông tin chính nó nằm ở ngay chỗ là từ ngay ví dụ nè, khi đương đầu với cái thông tin mà được truyền từ mắt thì cái bộ não giải thích thông tin này theo cách nhanh nhất có thể. Rồi cái điều này rút ra từ những cái trải nghiệm trong quá khứ, kinh nghiệm trong quá khứ hoặc bất kỳ nguồn thông tin nào khác ha. Và đó là cái suggest what other people say. Như vậy là cái mà người ta nói thì để tạo nên cái ý nghĩa của cái mà người ta thấy. Rồi, đó là thông tin của câu 29 ha các bạn. Rồi, tiếp. We think our perception of the world as real, but they are only biological and electrical rumbling. Perception is not simply a product of what your eye or ears transmit to your brain. More than the physical reality of proton or sound wave, perception is a product of brain. Tức là chúng ta nghĩ rằng cái nhận thức của thế giới thì có thật, nhưng mà chúng nó chỉ là những cái tiếng vang hay tiếng gầm gừ của sinh học hoặc là điện học. Và nhận thức thì nó không chỉ đơn giản là cái sản phẩm của cái mà mắt hoặc là tai của chúng ta truyền đến não, hơn những cái thực tế về vật lý hoặc là vật chất của proton hoặc là sóng âm. Thì perception là nhận thức, thì là sản phẩm của bộ não. Chốt lại ha, nhận thức là sản phẩm của bộ não. Nó giúp mình trả lời được bên đây câu 30. Câu 30 người ta nói the writer say that perception is, tác giả nói là cái nhận thức thì là gì các bạn. Mình chọn đáp án là C ha, là kết quả của cái quá trình xử lý của bộ não. Tức là bên kia thì là product, bên đây mình là result. Rồi mình dịch câu A, B và D thì nó sẽ không đúng ngay chỗ này. Câu A là cái perception là combination of proton and sound wave, là cái sự kết hợp giữa proton và sóng âm, thì không phải ha. Bên đây là câu B là a reliable product of what your senses transmit, là một cái sản phẩm đáng tin cậy của cái mà giác quan của bạn truyền tải. Hồi nãy là người ta khẳng định ngay chỗ này là không phải đơn giản nè. Giác quan mình, thí dụ eyes và ear transmit to your brain, thì cái này nó not simply a product of what your eyes and ear transmit to your brain. Mình loại cái này ha. Rồi tiếp tục bên câu D là process of we are usually conscious of, là một cái quá trình mà chúng ta thường nhận thức về nó. Cũng không phải, chỉ còn lại chốt lại nhận thức là cái sản phẩm của bộ não. Perception is a product of brain. Ngay chỗ này nó là câu 30. Rồi ok, mình qua cái đoạn cuối cùng của trang ha. Perception is central to iconolasm. Iconolasm think differently to other people. Their brain do not fall into efficiency peaceful as much as the average person brain. Cái nhận thức thì là trung tâm của cái chủ nghĩa bài trừ thánh tượng, tức là chủ nghĩa cấp tiến. Cái người cấp tiến thì nhìn những cái vật một cách khác biệt so với những người khác. Cái bộ não của họ thì không có bị rơi vào cái bẫy hiệu quả, cũng như là nhiều cái bộ não của những người trung bình khác. Như vậy cái câu ba cái dòng đầu này nè các bạn, thì nó sẽ giúp mình trả lời được cho câu 31 ha. Ok, bên câu 31 người ta hỏi là mình qua câu 31 ha. Theo như tác giả, an iconoclastic thinker, cái người mà suy nghĩ theo cái kiểu cấp tiến thì sao? A, centralized perceptual thinking in one part of the brain, tức là trung tâm tập trung những cái suy nghĩ mà về nhận thức lại một phần của bộ não, thì không có nói ha. Mà đáp án mình sẽ là câu B, avoid cognitive trap, tức là tránh được cái bẫy nhận thức nha chỗ này ha các bạn. Còn câu C, has a brain that is hardware for learning, có cái bộ não mà nó là một cái phần cứng cho cái việc học tập, thì không phải. Câu D là has more opportunity than the average person, có nhiều cơ hội hơn là những cái người trung bình, thì không đúng. Mà nó chỉ là ngay chỗ their brain do not fall into efficiency pitfall, là cái bộ não của họ thì không bị rơi vào cái bẫy hiệu quả như là những cái bộ não của người trung bình khác thôi. Rồi ok.
Mình tiếp ha. I can last either because they were born that way or through learning hay find way to work around the perceptual shortcut that play most people. Người mà cấp tiến á, thì hoặc là họ đã sinh ra theo cách như vậy, hoặc là thông qua học tập thì họ đã tìm ra cái cách mà để làm việc với những cái lối tắt về tư duy mà nó gây bệnh cho hầu hết mọi người. Perception is not something that is hardware into the brain. Ok, tức là cái nhận thức thì nó không phải là một cái thứ gì đó mà nó gắn chặt với lại bộ não ha. Rồi, để mình chỉnh lại cái. It is a learned process with the both a curse and an opportunity for change. Nó là một cái quá trình học tập. Nó vừa là một cái lời nguyền mà cũng là một cái cơ hội để thay đổi. The brain faces the fundamental problem of interpreting physical stimuli from the senses. Cái bộ não thì đối mặt với những cái vấn đề cơ bản của cái việc giải thích về kích thích vật lý từ những cái giác quan. Everything the brain sees, hears or touches has multiple interpretation. Mọi thứ mà bộ não nhìn, nghe hoặc là chạm tới thì đều có nhiều cái cách giải thích hoặc là diễn giải khác nhau. The one that is ultimately chosen is simply the brain best theory. Và cái cuối cùng là cái mà được lựa chọn đơn giản nhất là lý thuyết tốt nhất cho bộ não. In technical term, the conjecture have their basic in the statistical likelihood of one interpretation over another. And are heavily influenced by past experience and importantly for potential iconoclast what other people say. Về mặt thuật ngữ thì những cái phỏng đoán này có cơ sở về cái khả năng mà thống kê của một cái giải thích này so với một cái giải thích khác và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trải nghiệm trong quá khứ, quan trọng hơn là đối với những cái người mà cấp tiến tiềm năng đó là những gì mà người khác nói. Rồi, ok, mình qua đoạn tiếp ha. The best way to see things differently to other people is to bombard the brain with things it has never encountered before. Novelty releases the perceptual process of the change of past experience and forcing the brain to make new judgments. Successful iconoclasts have an extraordinary willingness to be exposed to what is fresh and different. Observation of iconoclasts show that they embrace novelty, why most people avoid things that are different. Cách tốt nhất để thấy những cái điều khác biệt đối với người khác là chúng ta sẽ bắn phá hoặc là bỏ bom bộ não với những cái thứ mà nó chưa từng gặp phải trước đây. Cái tính mới lạ sẽ giải phóng cái chuỗi hoặc là quá trình nhận thức khỏi những cái chuỗi của trải nghiệm trong quá khứ và ép bộ não đưa ra những cái nhận định mới. Những cái người mà cấp tiến thành công thì có những cái sự sẵn sàng phi thường để tiếp xúc với cái rất là mới và khác biệt. Quan sát những cái người cấp tiến thì cho thấy rằng họ sẽ nắm lấy những cái mới lạ trong khi hầu hết người ta thì tránh những cái thứ mà nó khác biệt. Như vậy cái đoạn này sẽ giúp mình trả lời được hai câu ha, câu 32 và câu 33. Bên câu 32 người ta nói là exposure to different event forces the brain to think differently, tức là tiếp xúc với những cái sự kiện khác nhau thì ép cái bộ não để suy nghĩ khác biệt. Vậy đáp án của mình là yes ha, nó nằm ở ngay chỗ mà chúng ta sẽ phải bỏ bơm bộ não liên tục ngay chỗ này và ép mấy cái thứ mà bộ não nó sẽ chưa từng gặp trước đây ha. Rồi đồng thời thì quá trình mà những cái mới này nè thì nó sẽ giải phóng cái quy trình mà nhận thức từ những cái chuỗi trải nghiệm trong quá khứ ha, và ép bộ não đưa ra những cái new judgment. Như vậy câu 32 của mình là mới, nhận định mới ha. Rồi qua câu 33 người ta nói là iconoclasts are usually receptive to new experiences, tức là những cái người cấp tiến thì thường rất là dễ lĩnh hội những cái trải nghiệm mới. Đáp án của mình là yes tiếp ha các bạn. Ok, nó nằm ở tiếp ngay chỗ này. Trong khi những cái người khác á, thì họ tránh thì cái người mà iconoclast này họ lại thường tiếp xúc những cái mới ha. Người iconoclast thành công nè thì họ có một cái sự sẵn sàng phi thường ha để tiếp xúc với cái gì mới và khác biệt. Ok, ngay chỗ này nó là câu 33. Rồi mình qua đoạn tiếp ha. The problem with novelty, however, is that it tends to trigger the brain fear system. Cái vấn đề đối với cái việc mà những cái tính đổi mới, tuy nhiên nó lại là cái xu hướng mà nó gây ra cái hệ thống sợ hãi của não bộ. Fear is a major impediment to thinking like an iconoclast and stop the average person in this track
Inhibit, nỗi sợ hãi thì là cái trở ngại chính cho cái việc mà suy nghĩ, giống như một cái người cấp tiến và ngăn chặn những cái người trung bình đó trong cái con đường của anh ấy. There are many types of fear, but two that inhibit iconoclastic thinking and people generally find difficult to deal with a fear of certainty and fear of public ridicule. Có nhiều cái loại nỗi sợ hãi, nhưng mà có hai cái mà nó gây trở ngại cho cái suy nghĩ mà cấp tiến và người ta thường tìm thấy cảm thấy rất là khó để đương đầu với, đó là cái nỗi sợ sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi bị công chúng chỉ trích. Như vậy cái câu này nè, nó sẽ giúp mình trả lời được câu 35 hả các bạn. Bên câu 35 người ta nói là if you think in an iconoclastic way, you can easily overcome fear. Nếu mà bạn suy nghĩ theo cái cách của cái người mà iconoclast, tức là cấp tiến, thì bạn dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi, thì đáp án của mình nó sẽ là no ha. Ngay chỗ này là cho dù mà bạn có hai cái loại nỗi, nhiều loại lắm, nhưng mà hai cái chính mà ngăn cản kể cả cái lối suy nghĩ của cái người cấp tiến đó là gì, và người ta thường á thì cảm thấy rất là khó để đương đầu với nó, đó là nỗi sợ của không chắc chắn và nỗi sợ của public ridicule. Như vậy kể cả khi mà bạn suy nghĩ theo cái kiểu iconoclastic thinking thì bạn vẫn bị inhibit thôi ha, chứ không phải là dễ dàng vượt qua gì hết. Như vậy câu 35 của mình ngay chỗ này nó sẽ là no. Rồi, câu ở đây mình đã trả lời được câu 35. Ở trên đây mình làm 33. Vậy khúc giữa này là thông tin của câu 34. Mà hồi nãy giờ mình không có thấy người ta đề cập gì đến cái chuyện most people are too shy to try different things. Tức là hầu hết mọi người thì hết sức là mắc cỡ để thử những cái gì đó mới. Như vậy thì câu 34 của mình sẽ là not given ha. Rồi, ok, mình tiếp. These might seem like trivial phobia, but fear public speaking, which everyone must do from time to time, afflict one third of the population. This makes it too common to be considered a mental disorder. It is simply a common variant of human nature, one which iconoclasts do not less inhibit their reaction. Những cái này có lẽ là những cái nỗi sợ hãi thông thường, nhưng mà nỗi sợ về public speaking, tức là nói trước công chúng, thì cái mà mọi người đều phải ai rồi cũng sẽ phải gặp ha, thì nó ảnh hưởng đến 1/3 dân số, và cái này nó làm cho nó quá phổ biến đến nỗi để được xem là một cái rối loạn về thần kinh, và nó đơn giản chỉ là một cái biến thể bình thường của bản chất của con người. Cái mà những cái người cấp tiến thì không thể khống chế hoặc là hạn chế cái phản ứng của nó. Như vậy qua bên câu 37 người ta hỏi là fear of public speaking is a psychological illness, tức là cái nỗi sợ hãi của cái việc mà nói trước đám đông á thì nó là gì các bạn, một cái căn bệnh về tâm lý đúng không. Ở đây người ta quan trọng nhất là người ta xem cái nỗi sợ hãi của cái việc nói trước công chúng thì nó là một loại illness, trong khi trong bài của mình á thì mình đọc nãy giờ là nó quá tầm thường hết bạn. Public speaking ngay chỗ này nè, ai cũng gặp hết và ảnh hưởng đến 1/3 dân số, nó phổ biến đến nỗi mà không thể xem nó là một cái mental disorder, tức là xem nó là một cái căn bệnh được. Như vậy câu 37 của mình sẽ đánh vô nó là no ha các bạn. Rồi, ok, đồng thời qua bên đây. Nãy giờ tương tự như vậy, mình có thông tin của câu 35 mẻ mé trên rồi, và đây là thông tin câu 37, và khúc giữa này không hề nói gì đến là when concerned about im harassment matter less, other fear become irrelevant. Tức là khi mà cái sự quan tâm đến cái vấn đề mà bối rối hoặc lúng túng mà ít hơn á, thì những cái nỗi sợ hãi khác thì trở nên không liên quan. Nãy giờ mình không có thấy cái thông tin gì về, thậm chí là không có cái vấn đề mà embarrassment matter này luôn, là đề cập đến cái sự bối rối hoặc lúng túng. Cho nên mình đánh cái câu 36 của mình đó là not given hết các bạn. Rồi, ok, mình tiếp tục qua đoạn tiếp theo ha. Finally, to be successful iconoclast, individual must sell their idea to other people. This is where social intelligence comes in. Social intelligence is the ability to understand and manage people in a business setting. In the last decade, there has been an explosion of knowledge about the social brain and how the brain works when troop coordinate decision making. Neuroscience has revealed which brain circuits are responsible for functions like understanding what other people think
empathy, fairness and social identity. This brain region plays a key role in whether people convince others of their idea. Perception is important in social cognition too. The perception of someone's enthusiasm or reputation can make or break a deal. Understanding how perception becomes intertwined with social decision making shows why successful iconoclasts are so rare. Cuối cùng thì để trở thành những cái người cấp tiến thì cá nhân phải bán cái ý tưởng của họ cho người khác. Đây là lúc mà cái trí thông minh xã hội xuất hiện. Trí thông minh xã hội là cái khả năng để hiểu được và quản trị người khác trong cái môi trường doanh nghiệp. Trong thập kỷ vừa qua thì đã có những cái đợt, một cái đợt bùng nổ về kiến thức về cái bộ não xã hội và bằng cách nào mà bộ não làm việc khi mà một cái nhóm cùng hợp tác để ra quyết định. Khoa học về thần kinh đã tiết lộ cái mạch của bộ não thì chịu trách nhiệm về cái chức năng giống như là việc hiểu người khác nghĩ cái gì, sự cảm thông, sự công bằng cũng như là bản sắc xã hội. Những cái khu vực của bộ não này thì đóng vai trò chủ chốt trong cái việc là người ta có thuyết phục được người khác về cái ý tưởng của họ hay không. Nhận thức thì cũng quan trọng như là cái nhận thức xã hội. Nhận thức là cái nhận thức về một cái enthusiasm, là cái lòng nhiệt tình của một ai đó hoặc là danh tiếng của ai đó, thì có thể tạo hoặc là phá vỡ một cái cuộc thương lượng. Hiểu được bằng cách nào nhận thức trở nên gắn chặt, intertwine là gắn chặt ha, với những cái việc mà ra quyết định xã hội, thì cho thấy tại sao cái người cấp tiến thành công lại rất là hiếm. Như vậy đoạn này nó sẽ giúp mình trả lời được câu 38 và 39 ha. Bên câu 39 người ta nói là the concept of the social brain is useful to iconoclasts because it ... tức là cái quan niệm về cái bộ não xã hội thì nó hữu ích đối với cái người cấp tiến, bởi vì sao? It chấm ở bên đây mình sẽ thấy nè, ngay chỗ in the last decades there has been an explosion of knowledge, là cái thập kỷ vừa qua đó, thì nó sẽ có một cái sự bùng nổ về kiến thức về cái bộ não xã hội, nó từ khóa của mình ngay đây ha. Và bằng cách nào bộ não này làm việc khi mà một cái nhóm hợp tác để ra quyết định ha, thì ngay chỗ này nó sẽ là câu 39 của mình. Bên đây ok, cái khái niệm về cái bộ não xã hội rất là hữu ích đối với cái người cấp tiến, bởi vì nó focus on how troop decision on an action, tức là tập trung vào bằng cái cách nào mà một cái nhóm ra quyết định về cái hành động ha. Ok, vậy mình sẽ chọn ngay chỗ này, câu 39 của mình là B. Rồi, câu 38, thinking like a successful in iconoclast is demanding because it ... tức là suy nghĩ giống như một cái người successful iconoclast, là cái người mà cấp tiến thành công ha, cái người bài trừ thánh tượng, thì nó rất là khắt khe. Demanding ở đây là khắt khe, bởi vì nó làm sao các bạn, nó yêu cầu cả perceptual and social intelligence skill, nó yêu cầu cả cái kỹ năng về nhận thức cũng như là trí thông minh xã hội ha. Nó nằm ở ngay dòng cuối cùng của cái đoạn của mình, ngay chỗ này. Khi mà mình hiểu được bằng cách nào cái nhận thức trở nên intertwined, là gắn liền, gắn chặt với cái social decision making, cái việc mà ra quyết định xã hội, thì cho thấy tại sao mà cái successful iconoclast lại rất là rare. Thì ở đây hiếm của mình á, nó bằng với lại bên đây là demanding, yêu cầu khắt khe, nó bằng rare nè ha. Ok, vậy câu 38 mình đánh vô là A. Rồi, cái hiểu được bằng cách nào mà nhận thức trở nên gắn liền với cái ra quyết định xã hội, thì cho thấy tại sao mà những người cấp tiến thành công thì lại rất là hiếm. Thì bên đây người ta nói ngược, đảo đảo lại thôi, suy nghĩ giống như là một cái người cấp tiến mà thành công thì nó rất là hiếm, rất là khắt khe, bởi vì nó yêu cầu cả những kỹ năng về perceptual, là nhận thức, cũng như là social intelligence, trí thông minh xã hội ha. Ok, rồi, mình qua đoạn cuối cùng. Iconoclasts create new opportunity in every area, from artistic expression to technology to business. They supply creativity and innovation, not easily accomplished by committee, through and important to them. Iconoclasts face alienation and failure, but can also be a major asset to any organization. It is crucial for success in any field to understand how the iconoclastic mind works. Cái người mà cấp tiến thì tạo ra những cái cơ hội mới trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ cái việc thể hiện về nghệ thuật cho đến công nghệ, đến kinh doanh. Họ cung cấp
cái sự đổi mới cũng như sáng tạo không chỉ mà không dễ dàng được hoàn thành bởi một cái quỹ ban. Luật lệ thì không có quan trọng đối với họ. Những cái người mà đổi mới hoặc là những người cấp tiến thì đối mặt với sự xa lánh cũng như thất bại, nhưng có thể cũng là một cái tài sản mà chính của bất kỳ tổ chức nào, rất là quan trọng cho việc thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, để hiểu được bằng cách nào mà một cái bộ óc cấp tiến hoạt động. Như vậy cái đoạn này nè sẽ giúp mình trả lời được câu 40. Bên câu 40 ta nói là Econolas are generally unassessed because their way of thinking. Những cái người mà cấp tiến thì nói chung là một tài sản, bởi vì cái cách họ suy nghĩ nó làm sao các bạn? Đáp án của mình sẽ lựa chọn là câu C ha. Works in many fields both artistic and scientific. Nó nằm ở chỗ này. Khi mà cái dòng đầu tiên nè, những cái người mà cấp tiến thì tạo ra nhiều cơ hội trong nhiều lĩnh vực lắm, thể hiện về artistic là nghệ thuật lẫn technology cho đến business luôn. Và chính vì vậy thì họ mới cũng đồng thời can also be a major asset to any organization. Ngay chỗ này là câu 40. Ok, vậy mình đánh vô câu 40, mình sẽ chọn là C ha. Tức là những cái người mà cấp tiến thì nói chung là một tài sản, bởi vì cái cách họ suy nghĩ thì nó hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, cả là nghệ thuật lẫn khoa học. Còn cái ý D, leave one open to criticism and rejection, tức là để lại một cái còn bỏ ngỏ trong cái việc phê bình, chỉ trích cũng như là bị từ chối thì không có nói. Hoặc là involve understanding how organization manage people, liên quan đến cái cách hiểu mà bằng cách nào tổ chức có thể quản trị con người, cũng không có nói ở cái ý của đoạn cuối mình ha. Vậy câu 40 mình đánh là C. Rồi mình xong passage 3 test 2 của cam 9 ha các bạn.